Đang là Đang phim hồi Kẻ máu Thù Ngầm nè, của mới giết hết Spielberg. bầy chim trên đó. Thì có một cái à. Đây đây em đem về nè. Đâu tôi đang làm tấm phim hơi ngủ. Là mỗi người cái tim được rồi. Đây là một cái nè. Có thể chứ. Lửa 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 lửa. Đùa nhau à. Mình thiếu tủ lạnh, mình thiếu tủ lạnh thiệt luôn á. Thiếu tủ Làm lạnh thêm cái cần tủ hai lạnh cái nữa. kia nữa đi. Tìm hai cái kia đi, hai kia là Tìm ở một đâu tủ lạnh ra, nha. có là đi Đi ngay. Lửa gì. tìm. Cái việc làm kia làm cái tủ lạnh bé nữa làm gì. Nè, thanh niên Kenty. Đó. Và đang làm cái cuối cho anh đi ngủ. Chết trứng rồi, chết trứng rồi. Ôi chết mẹ, cần ngủ ơi. Não hết não, chờ tí anh làm cái cuối mình đi ngủ luôn. Biết lý do tại đi sao ngủ, chiếc đi trứng ngủ. nó lắc lắc không? Tại vì để gần bếp lửa nóng quá nó lắc qua lắc lại. Đừng, đừng, đừng. Em đừng giết nó nữa, đừng giết nó nữa. không biết đâu, nó nở tự động nó chín, em không biết nha. Rap ơi, nấu đồ ăn cho anh ăn Rap ơi. Ở đây nấu rồi em thiếu mà anh ngủ lẹ lẹ cho em ngủ chứ không sắp sáng anh ngủ rồi. Lẹ lẹ gì anh vừa làm cho ba cho tim anh hết não cả hết máu rồi nè. Rồi thì để sáng mai em ngủ làm cho ba cái tim còn muốn gì nữa. Ok ba cái tim vẫn lo xây nhà. Giờ mình nhiều đồ ăn rồi, bắt đầu mình đi làm đồ ấy. Đồ ăn dư rồi. Đồ ăn dư thì đi làm đồ đi, mai mang bắt ong cho, bắt bướm rồi bắt ong cắt cây. Anh nghe là Rồi. sắm được hai cái kia nữa là tốt. Thì để ghi để mình làm cái thì ok hơn. Ý nó chính đi coi. Chứng 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 chứng. Cầm lên, tội nghiệp nó bây giờ để sai sai ra nó, cho nó mọc đi, sai ra cho mọc đi. Nãy hồi nãy nãy em thấy rõ ràng nó nở xong biến thành đủ cái tô đồ ăn luôn. Nhìn hay phải. Hồi nó nở ra ba quái vật sao đi ba thành viên đi về nản nhà nát ben cười thôi. Rồi, cầm cái này đây bắt. Ai nhìn thấy bướm ở đâu rồi? Mày thấy không thấy bướm nhỉ? Thấy bướm thì chỗ hoa đó tìm cho ông á, ra cho ông đi. Ra chỗ nãy anh. Xa lắm. Cái chỗ này làm gì có bướm phải mà đi, bắt. Phải đi ra phải đi qua cái lỗ đít thế giới nè. Ê. Cái đây có không ta? Thấy bướm bây giờ thấy bướm không? Nó dư mà nghe rồi. Tôi đang hỏi có thấy bướm không dư cái gì? Dư cái tường. Éo có bướm, ok, nhảy qua lỗ đít thế giới thôi. Chết rồi, sắp hết đồ ăn rồi. Thì vừa kêu hết rồi, vừa kêu lấy dư đồ ăn. Không, mua đâu. Cho người mình thịt đâu rồi, dạ, nãy nó giết chim. Giết chim nó đồ ăn quá trời. Mấy con chim nó không tính lập là quái vật nên đồ ăn của nó không phải là monster mình. Nhưng mà cái chính ở đây anh đang cần bướm. Còn muốn anh bắt bướm đi. Tìm bướm lấy giờ chẳng có đem nào cho anh bướm. Anh hỏi vợ anh như anh nữ hỏi em có ớt rồi em có bướm không? À, em có quả đất rồi đúng không? Anh hiểu. Ờ, vậy thôi. Sao cũng được. Thì, là... thì thông thường mấy bước... thanh niên này thì... Thôi, thông thường mấy thì... thanh niên này thì... thông thường thì người ta so bướm với ớt chứ không có so bướm gì. Bướm anh với chuối thì biết là chỉ có dưa leo thôi. Nó khác cái chế cái đấy bởi vì chỉ có em biết thôi, anh chỉ có dưa leo thì... dưa leo. Em biết xài khổ anh qua leo, rồi. Quên rồi. Của em khổ qua chứ anh không phải không dưa leo. Biết anh dưa leo của anh là bá đạo chứ anh không biết anh chưa bao giờ thấy quả ớt bao giờ anh không biết em anh có em ngắm em trai khác để so sánh ớt em là khổ qua chứ không phải là ớt. Đấy, vừa lấy vừa nói rồi quả ớt của em hả ai có được cái này à. Rồi lắc rồi. Chị, sao chưa về kia? Lắc rồi. Đóng. Chúng ta bước sang ngày thứ 14. Ăn đến... Chị, bữa nay ngày 15 không? Đang ngày 14, chuẩn bị sang ngày 15. Khi sẽ xoáy lên trắng.
Thôi, yêu không đẹp thì qua đây kiếm ra thì mình đừng đẹp. Không gì biết nói mày đâu. Cái thanh niên kia xây đồ công vậy. Do góc nhìn của anh thôi. Em chỉnh lại góc nhìn bình thường đi. Ai biết góc nhìn bình thường muốn nhìn nào. Con heo theo em vậy. Thịt thịt heo đâu. Trồng cây lên à. Có khỏi khỏi hỏi được không? Cây. Giờ chị đang cần em chặt một cái cây rồi em trồng hai cái cây. Vẫn đang cần bướm. Giờ tí anh đi trước. Mình phải trồng cây gây rừng để ông thôi. Họ thân rừng dí nữa mình. Hello, grab. Dan, grab rồi, grab. Chưa tối mà. Hello, chả. Thế rồi. Cái này cái thông minh nhất nè. Cắp là grab vào ngủ. Hả hả? Không gì hết rồi. Bốn mấy ngày nữa là mùa đông á. 5 ngày. Chắc tới mùa đông rồi. Ê chặt gỗ gì đâu mà chặt có gì nè. Về trời tối. Hình như bản đồ mini của mình lại mất tiêu. Không phải business rồi. Giờ tối có thanh niên chết. Không bao giờ. Bao giờ. Thịt heo đi rồi, heo về nhà thịt tí. Đồ ăn kìa. Nữa, ông ăn cơm hai cái luôn. Ăn hai phát rồi mới đủ no. Thịt nè, nữa là chuẩn bị thịt chưa. Ơi, đen. Đi, chuẩn bị thịt chưa. Thấy con heo nè. Con heo ngủ nhìn tội quá. Thịt kìa, Kenty. 1, 2, 3 anh em, 1, 2, 3. Được lông heo nữa. À, con heo mất. Con heo ngồi đấy, tỉnh bơ luôn, không biết gì xảy ra. Má, hai tỉnh nhìn đứng canh. Ủa hết thịt ra ta. Ủa tủ lạnh thứ hai kìa. Ồ. Thôi vậy ok. Quá dư dả luôn. Thịt có 5 miếng, 3 miếng, 2 cái đùi heo. Dư đồng dư. Tới mùa đông tới không có thịt ăn. Mùa đông, ế có gì ngoài kia kìa. Sụp nó không? Kiếm cái gì? Con gì thấy con gì đâu. Con gì rau quá. À. Còn rất là cá với bữa. Má cái tí sao có bắt đồ 4% ở đây vậy? Thành niên thấy được khoái nhặt. Không cho người ta cái nữa. Rồi chuẩn bị đi, mai đi bắt ong là mùa đậu đồ ăn mùa đông mình có. Tại ong xử lý rồi. Đấy là xem gì vậy? Xem này. Giờ mình này ở không? Đây ngày tư nó hư không? Hay ở đây bao giờ? Giờ mày muốn đi mà làm một ta ô ta tiếp ói tùm lum. À mày ói. Hồi đấy éo chơi được. Sao giờ có đá rồi ta? Tao cần biết. Mày, đúng rồi. Mày ói lên lưng. Mày ói lên cái lưng thằng nào á. Mày ói lên lưng thằng nào, tao biết mày ói lên lưng của thằng nào thôi. Bác thấy tội nghiệp đó kia. Lên khu đó luôn à. Lên khu đó giết người luôn. Có sợ éo con. Ở trên nó. Anh đi lên trên đi, có sói chạy nó. Sói à? Ủa sói. Lên lên trên.
lấy thịt về. Hết thịt rồi. Chim nó không mà nó bay à. Em ơi, phải giết tentacle. Giết hành tay. Hành tay ở dưới anh ơi. Ở dưới kìa. Đâu? Đi bắt ông, anh đi bắt bướm. Lấy em chưa thêm con bướm nữa. À luôn. Tìm từ lấy giờ rồi, không có đùa đâu. Có một con bướm nào luôn á. Đây đây, một con. Có mang cái sói nó không ta? Bướm nè. Ta hết mẹ bướm thật rồi. Bướm nè. Ây da. Ây da. Ý sợ mẹ. Mẹ luôn hết bướm rồi. Ô khu kinh này vui vậy. Nhâm thạch lâm luôn. Hết bướm rồi. Có hai con vậy. Chết da. Gặp chùm rồi, gặp chùm rồi. Thôi 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 xong rồi. Thôi xong rồi. Chết nữa ta vô em chết thôi. Ô ma em đâu rồi, đừng chết ma ơi. Ma đâu rồi. Rồi nó thịt ma em luôn rồi. Anh đi đâu, đi xem chùm. Mình chết hết. Đâu với đâu bị em thấy chùm mà thịt ma luôn rồi. Đen. Bum 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 bum. Bướm nữa. Các em này nhiều bướm đấy. Cần 5 con bướm mà cần thêm bắt thêm 2 phát nữa là đầy. Con chuồn chuồn bay sao với người ta? Biết, không biết thấy cái gì được. Bắt nó... bắt lửa bắt con ong. Người đâu cần con ong. Mẹ bây giờ đúng. Rồi. Ok. Xong nhà cửa xong xuôi. Sao làm cần được. Ở số này làm cần. Đây là hút cần được. Ok. Cái mod mini bị mất rồi, chạy ra ngoài đó. Ok, lên đường, lên cho. Đường, chúng ta sẽ đi khu nhện bự ghê. Thám hiểm đây, cùng với này, lại ráp phèo. Cơ lỗ này, cơ lỗ này, qua lỗ đây. Đâu, lỗ đít rồi. Cả tí mình cần sắm một cái hentai nữa không? Anh vũ khí chưa? Anh có cái vũ khí rồi. Lỗ này đâu đây, ở đâu đây? Không biết. Ôi giời, thế giới mới em ơi, mình chưa khám phá chỗ này. Ôi giời, thế giới mới. Thế giới nước, vùng này có cây không à? Vùng này chắc có, chắc vùng này chắc có heo vu ấy. Tôi chắc chạy quá. Anh đi tìm đi, anh tìm bên, em tìm bên. Em tìm bên á, giờ anh mất minimap rồi. Bữa nay hai đứa ngủ khu vực này á. Đặt berry mà tự sống chứ. Chứ thằng Kenty không quan tâm về mình nữa đâu. Đúng rồi. Tối kìa. Ngày mai chỉ phải về nhà, ngày mai mùa đông á, chỉ có hôm nay khoác đá thôi, mặt đèn lên mặt chạy đi. Rồi. Mai mùa đông á. Mai anh về giết thêm mấy con hentai nữa, cho mọi người có vũ khí. Vũ khí kiện tin lúc nào không có. Này thì mặc ong, oh shit, nhiều ong. Khu đường cùng bên đây đảo hoang. Hoang thì đảo hoang nhưng mà nó phải có heo cùng heo vua ở đây hay gì chứ. Chắc nào nó không có heo vua ở đây, không tìm thấy heo vua nó phải ở đâu chứ. Ủa Kenty làm gì con mẹ nó ở đây vậy? What the fuck Kenty? Anh biết người ta đi phiêu lưu mà. Ủa sao không ở đây được vậy? Phải đi phiêu lưu gặp hai vậy? Thánh ở đây vậy, what the fuck. Cái lỗ ra hay vậy. Ông kiếm em hay nha. Mình tụi em mới đi hết thanh tai mới đến đây nên nhảy phát đến thôi. Chả hiểu. Cái lỗ random mẹ. Ta thấy gì chưa, thấy gì chưa? Chưa thấy gì, không có gì đây. Ồ, cái chỗ này xa xa với nhà lắm.
Thì xa xa đây à, đi khám phá. Đây 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 rồi, thấy khu đất mồm nâu nâu rồi. Rồi nghe tiếng rồi. Cái sói gì đây? Sói, cái sói, cái sói. Cái tiếng sói. Cái tiếng sói, mình đâu cần sói, mình đang cần kia mà. Ê khu này đảo hoang anh ơi, không có gì á. Không đường đi luôn. À. Ủa nói. À hiểu rồi. Có gì mà hiểu trời. Khu này đâu có gì đâu mới. Không có gì á. Nó không gì vậy, được về nhà mà. Ờ đi về. Ủa nếu mà vậy, thì mấy con hentai, đúng rồi hentai mấy con mua heo đâu. Thì từ một dây thì thấy thôi. Ê với sói được chung, tập chung với sói. Sói, sói, sói à. Bật lửa lên, bật lửa lên, anh bật lửa lên. Chung với mấy. Nghe tiếng quải quá. Đi, 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 đi. Tôi lũ đít thế giới đâu, lũ đít thế giới đâu. Mở lên đi, đi đâu lũ đít chi nữa. Đi gần lũ đít thì mai nhảy qua anh sắm mấy con à. Mai nhảy qua anh sắm mấy con. Tối, 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 tối. Đây, đây, bỏ mặt họ luôn. Họ nên bỏ mặt ở đây luôn. Ăn tạm hoa quả gì đi. Má con này đói là thua luôn. Không có hậu quả mà. Thêm lượt quá. Ôi giời ơi, mình rút mẹ cây rồi. Đây đừng có lo. Anh sẽ bảo vệ em, hèn tay. Sói. Chơi, 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 chơi. Một thảo em thảo lăn thảo quay hai mẹ lăn quay cháy rừng, cháy rừng. Ôi, ngon 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 mà ra này một thằng mạng luôn chết sổ chết cháy hụt xí hụt xin dao không lít để mau quýnh được anh chết để mau quýnh đi. Ủa S quá trời. Mình chạy dạng vòng thôi để mau quýnh. Ê chạy 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 sao em làm đi thì lấy này thì em làm 7 rồi. Ôi, ủa đang sổ rồi đớt kìa, đớt kìa. Ma ma mà rồi. Hết hết củi, hết củi. Đâu. Thế mấy này về làm đồ bơ máu đi, tí đánh chùm cuối nữa. Ngày mai em chuẩn bị đồ mùa đông đi em giết thằng tai lấy mấy vũ khí về. Xong mình ok. Đi ông canh tay Trung Quốc hiện tại đâu cả. Không, không cần, không cần. Hit run, hit run. Mai anh đi sắm hiện tại cho, mình đi lo nhà đi. Nhà mình đâu ta? Nhà mình dưới khúc dưới kia rồi. Nhị lỗ vô lẹ. Anh thì hiện tại. Ok, đi, 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 đi. Ồ, đi thế giới đâu? Hết não rồi, hết não rồi. Quên nó. Đi thế giới đây, đi thế giới đây. Nhảy vô, qua là xe quái vật. Ok, nổi đi thế giới anh, nổi đi. Kìa, cái giấy làm sắt kìa, giấy làm sắt lâu đi kìa. Ở đây có hai cái hentai lại, đây hai cái, đây 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 đây. Né đi, anh ít thôi. Để đi bro, canh tí anh nói mà không phá. Có kiểu chưa. Vô quýnh luôn à, đạo lên được. Cái quýnh luôn mà nó chẳng quan tâm. Tôi quên không có chuẩn máu nào hết, này đây. Không có chuẩn máu nào, xin lỗi quý vị. Giáp quanh quá trâu. Quýnh không có chuẩn máu nào, chán quá. Nó nơi mất giáp rồi. Hết rồi. Đây này, đây còn con nè. Thế đang đi tìm vua heo. Ôi. Có giáp mới đi. Này này con này, này con này này. Anh đi. Ôi banh banh hoa luôn. Anh chết con ma. Anh đi, anh đi, anh đi. Lên lan mà.
vũ khí bất giáp rồi, bất giáp gì đâu lắm. Rồi về chưa? Nãy giờ nhiều rồi đó. Thôi về rồi, về. Về được rồi. Qua thằng để tôi dẫn heo về làm gỗ coi. Thôi nó không nói đùa nha, nãy giờ không có heo là có vấn đề. Mua heo nó chưa tìm thấy. Gì? Anh chưa thấy heo hả? Anh đi qua đó. Vua heo, vua heo. À, vua heo nó chưa thấy thì anh bị có một con rồi. Sắp mùa đông rồi. Giờ từ từ kiếm hay sao rồi. Đây này, như đây, mùa đông rồi, tối đang về. Để đón hai đứa em. Anh đi luôn. Có nhiều mùa đông chết mẹ kìa. Heo đâu. Có gì đấy, có gì đấy, có gì đấy. Nè, heo nè, heo nè. Úi dì. Đông vải liền ra. Không phải. Giờ mà hết sắp sáng rồi, kêu về làm gì giờ? À, kêu về mình thịt đi. Ông làm gì vậy? Ôi giời ơi, nhiều hentai thế. Thật đấy. Tài quá, thật lên. Tối nay về. Nhật thịt ghê, nhật thịt ghê. Qua lại nhật thịt đi. Hay là nhặt thật đi. Không muốn nó đi. Quấn sao lại, đông lắm. Đuổi gì đâu, được đuôi gà. Bố mẹ nó heo, có heo. Không có heo nào là sao? Không có vua heo đâu, em. À đồ nào có một con vua heo. Từ từ, mình đi chưa đi hết mấy cái lỗ mà. Lạnh quá anh ơi, lạnh ơi, về đi. Về. Về lẹ không chết. Bảy đồ rồi, mùa đông rồi. Về lẹ không được chết á. Anh chảy có sức, anh đang chảy sức, cho anh về. Ở nhà có hai nón đỏ, rồi vô. Anh kìm cái nón mới rồi. Gì vậy? Bò nó qua mùa đông rồi. Đông rồi nè. Đông đến xuân sang. Chung là hai cái kiểu đồ ăn cho anh đi ăn ở nhà anh ăn. Không, ở nhà có đồ ăn rồi. Em kêu thịt heo đâu ơi, thì dẫn heo về nè. Ôi giời, ăn xa lắm. Ngủ hồi máu để đón đông. Đi nhiều đầu con heo bị cắm nhỉ. Không thấy kia nào nữa. Đồ cần hết rồi. Em ơi, không đùa lắm, anh xa lắm luôn á. Không gần được, anh xa cực. Tối nay không biết có về kịp hay không. Xa quá. Quá khổ. Má, Kenty, má mày. What the fuck? Em cứ bắt cái nón cho cả vũ khí còn mấy phần trăm tí xíu ở ngoài đường mà. Là đi nhặt lên từ đi tôi đồ phí phớt. Là đi nhặt đồ. Ta nhặt rác không chửi. Phá. Em về nhà, đứa nào chuẩn bị cơm với cả cái lực ra coi. Rồi, winter is coming. Ok. Is coming, má chạy xa với cả đấy. Má này, sao cái game này không có ngựa cho mình nhảy. Anh làm ngựa đi. Có heo, kìa con heo. Ông nữa kìa. Về nhà rồi. Ao. Ok, cất đồ đi, mùa đông đến rồi. Lửa, ai ở ngoài ấy lửa em ơi. Ấy lửa gì? Sắp tắt rồi rồi. Sao mà ông chẳng ai vứt vào tủ lạnh vậy? Hết chỗ rồi nãy, hết chỗ. Kenty, tủ lạnh đi. Lửa đi. Lửa. À, có dám chó không? Để anh làm đi cho mấy cái. Lửa. À, có dám chó không? Không, rồi, chúng ta lại. Game này con tóc ở đây. Ai có cả nhiều. Chạy ra một nóng bụng.
anh làm hổ đi. Làm hổ hả? Quá trời kìa. Vãi, heo quýnh tao. Heo quýnh bố. Vãi, ông quýnh heo, heo quýnh ông đúng rồi. Rồi. Lên bên phải nào, bên phải nào. Lên bên phải gần lúc này nè, nè, chứ khám phá nè, khám phá nè. Thấy không? Chỗ đó là biển. Chỗ đó là biển. Biển gì? Thấy biển đâu vậy? Anh chưa thấy biển, anh thấy bãi nhện mới nè. Em thấy là chỗ đó nhện không à? Chỗ đó nhện với biển không à? Dạ, nhưng em chưa nhìn thấy bởi vì em chưa khám phá. Vậy. Nè, nó tối quắc nè, anh đang đi nữa, tôi đang khám phá nè. Đó, biển không thấy không? Chưa, còn tiếp nè, thấy chưa? Anh đi. Đi xuống không đi, giờ mình nói. Đi xuống nó còn đường nào đâu. Ở trên đây à. Mình ăn cái... Anh mình thấy bãi heo trên đây, anh chửi em chết. Có cái bãi heo á. Mà không có bơi heo. Đây đi robot đang phần đây là có gì đào nè. Nó là hy sinh bản thân đi làm này cho ngồi đấy còn chửi. Ôi xong. Ôi ôi, bỏ đi. Ôi, bỏ đi. Giờ đang đẻ, đừng lên, nó hút chết á. Ôi dồi ôi, lạnh quá. Thế rồi. Cái gì? Đá xanh. Đá xanh mới đâu. Thế thanh niên kia làm gì rồi? Để chặt bộ. Ở nhà nấu ăn. Hết đồ ăn rồi nè. Lô ăn ở nhà dư luôn nè, cái về là có. Ừ, nhưng phải làm xong này đó. Hoa ác độc vậy, hoa im lâu rồi, úi quá trời im lâu. Trời ơi, ôi ôi, ôi ôi, nó bò đẻ con, bò đẻ con nó điên. Sao, bò đẻ con điên rồi. Còn bên trái á, anh bên trái hơn có gì không? Mẹ em chưa đi qua. Đó, thì anh đi nè. Ở khu đó em thấy biển không về luôn chứ, có gì đâu. Biển không à. Biết, mà cần đặt gì mới được. Có mộ cho anh á. Boss tí mới boss mới đến. Các bạn, boss mùa đông thì nó thử đến mình, tí nó đến. Bây giờ chung hết mạng bạn nhé là boss đến. Có gì em đặt. Ta muốn về nhà quá, tới giờ đi lonely quá. Rồi nấu thịt đừng nấu cải không. Vậy tôi nấu cải không đâu. Nấu thịt rồi. Có một món cải không trong đó. Vậy lỡ rồi, nó hơi tôi ăn nha. Qua không được. Ăn không ăn có ăn được nó không chẳng hộ nhiều quá nên mình thành viên là fuck this. Fuck this chán quá. Đốt mẹ hết rừng luôn mà cho nó dễ tìm đó. Đừng cháy hết mẹ đi. Rồi, chuẩn bị đây mùa ngày mùa đông thứ mấy rồi ta? Mùa ngày thứ ba phải không? Ba. Mới ngày thứ ba mình còn phải mình nấu đồ ăn để dự trữ nhiều lắm. Rồi ăn về. Cứu anh coi, anh điên hả? Đây, về đây, đưa cái đầu để em cứu cho. Thoải mái thôi. Tao lấy con thỏ nó còn màu đen nữa. Ê, anh giết mấy thỏ màu đen đi. Lấy linh hồn về làm đồ. Tao giết con thỏ màu đen. À, nên trap nó. Anh không có trap, anh chẳng có gì hết. Anh hết sạch đồ, anh đi mấy ngày hết về hết sạch rồi. Thỏ đen, vỏ đen quý. Ôi anh sẽ điên. Máu điên. Ôi dồi ôi. Điên nó nhìn kỳ thế. Bỏ đá để dành cho. Còn mấy ngày mùa đông nữa ta. Ôi đá đi mùa hè đi. Đá đi mùa hè đi. Đừng có ăn nữa. Hè mua anh đi chết. Đi đào cả đống. Mùa hè phải chuẩn bị cho anh chết. À con mùa ăn bị điên rồi, ma nó bắt mì à. Đây cái chính là vườn hoa, đỡ điên. Chỗ đâu, cái, chỗ vườn hoa tính này. Tính một. Chỗ, vườn hoa. chỗ này nè. Ông của anh, cái đấy ông của anh không lấy được. Thôi ăn về anh ngủ. Ồ, chiều rồi, chiều rồi. Grab cho anh đồ ăn coi, grab cho anh đồ ăn coi. Tủ lạnh đó.
Đây ăn sạch đồ nè, đồ mang về nè, đi khám phá nè. Đây đây đưa 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 thay cái đắp peto, đừng lấy cái đắp peto nha. Ăn đang có 9 cái thôi nè, làm gì làm, á thì anh làm thêm, anh đi ngủ. Nấu hết tiền áo được rồi. Thang đá. Thang đá đã cắt. Hình như đá cắt mình có không ta? Đá cắt mình có mà. Đá cắt không có rồi tạo. À không có không có không có. Thanh niên nào ngủ ngáy dữ rồi. Thanh niên này đi 3 ngày rồi chưa được cái gì nha. Cho thanh niên nghỉ ngơi tí làm ơn. Thế xích ra xích ra. Không đi qua. Có cần không? Có cần không? Có cần không? Còn vô lạnh đó ngủ. Ngủ. Còn nãy vô lạnh mà có gì ăn đâu. Có nấu cái này nó hư rồi nè. Nấu 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 đó. À, cần làm thêm mấy cái thùng này nè. Cần vua heo quá, vua heo mới đổi mấy cái đồ vớ vẩn này được. Này này, mình còn khu trên, anh chưa đi nè. Khu quỷ anh ơi. Ừ, thì anh chuẩn bị đi nè, anh bị anh lấy não lên xong rồi anh đi nè. Mình đi chung hết đi. Còn than quán không? Than không? À, đây nè. Hút cần coi. Bao nhiêu cần? Còn 30 cần mà chuẩn bị hư nè. Hút lẻ lên. Em có giảm não rồi không hút? Thêm luôn. Cần đi, hút cần ra không? Yeah. Yeah. Nhiều cần lắm luôn. Đi hút cần xa rồi. Hút như thằng nghiện, hút liên tục. Hết mẹ mà lại não rồi, hút đấy. Chưa đủ não luôn á, không chịu đấy mà chưa đủ não, biết tổ nghiệp tổ nào rồi. Bỏ gì điên mà không lên não không kịp. Đồ hồi máu đâu, nhiễu cả trên người. Cá này cho lạnh lại, cho nóng lại tí thôi. Người qua mùa xuân còn thiếu mệt. Ờ, thì làm cho áo mưa đi. Anh cần áo mưa, không có áo mưa anh chết. Cầm tim nữa anh ơi. Ủa tim. Có tim rồi, có tim rồi. Mà bây giờ chỉ biết lửa, 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 lửa. Đâu, 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 còn cần đồ chống cần nữa. Ui, nhiều đoán thế, mang hai cái đi theo. Làm rồi, mang theo rồi, chuẩn bị đi, đi chiến rồi. Anh đi khám phá trên kia cho. Để cuối cùng mấy em mấy thanh niên thì có lo chẳng có anh chắc cần mang tí cần theo chứ trời ơi nó cần bị hư rồi. Cần cần cái gì ta? Cây đốt đốt lửa nó có cần quay đốt mấy cây này nhà có cháy không? Có đá rồi mà. Ồ món gì đây? Món gì lại vậy? Món cà tím. Ăn đi, tôi ăn đâu được đâu. Có thịt nhưng mà ít thịt của nó không chịu. Ô đời sáng coi. Cái ti xong chưa? Chưa đèn não. Anh ngủ để mai đi khám phá coi. Anh đi góc đi nha. À, cái tờ tay này. Quá trễ. Ok, trên đây chưa khám phá xong, trên đây. Cuối cùng chưa khám phá xong rồi, còn 3 góc trên đây thôi. Đi khu quái vật á, khu hồi nãy à. Quái vật thôi, khám phá xong hết rồi. Đủ đồ ăn rồi. Chứ cái khu mà đánh nhau hồi nãy bắt ong á. Khu hồi nãy chưa có. Được, còn khu đó với khu hentai dưới à. Hentai phá hết rồi, nhìn hentai đi, không được đi đâu, hentai chứ.
Ở bên dưới, nó nhìn con chưa đi mà phải không? Anh nhìn đi. Dưới anh thấy hết biển rồi. Không, dưới biển không mà, còn chưa đi xuống nữa. Có đường có đi. Biển thì đi xuống nữa sao được. Còn hai chỗ à, đi.